MacBook thời điểm hiện tại đã sử dụng pin rất là trâu rồi. Từ khi mà sử dụng Apple Silicon vào thì pin của những chiếc MacBook đã rất trâu. Ngay cả trên những chiếc MacBook M1, M2, thời gian sử dụng có thể đến cả ngày luôn cho mọi người. Vì vậy, có gì đáng phải quan tâm trên pin của những chiếc MacBook thời điểm hiện tại nhỉ? Có chứ, đương nhiên rồi. Về cái gì cũng vậy thôi, kể cả linh kiện máy tính, sử dụng một thời gian dài thì đương nhiên sẽ có hao mòn. Và những người nào mà quan tâm và muốn chăm chút cho những thiết bị điện tử, luôn quan tâm từng tí một cho chiếc máy thì luôn muốn rằng cái tuổi thọ pin được cao nhất và sử dụng được bền nhất. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các mọi người cách để tối ưu pin cho một chiếc MacBook như thế nào nhé. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Nếu như bạn đang quan tâm đến những chiếc MacBook vừa trâu vừa khỏe, pin sử dụng lâu dài, thì ở Mac One đang có sẵn những sản phẩm chip M1, M2 mới nhất. Link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả dưới video nhé. Đầu tiên, mình sẽ giải thích ngắn gọn về những chiếc pin hiện tại đang có trên những chiếc MacBook. Thì pin ở trên MacBook thời điểm hiện tại đang là những chiếc pin lithium ion. Mặc dù vẫn có một vài mẫu MacBook khác có sử dụng pin đó là lithium polymer, nhưng cũng không có quá nhiều khác biệt về cơ chế. Về cơ bản thì pin lithium ion sẽ sử dụng hai đầu đốt là anode và cathode, là cực âm và cực dương đấy. Và sẽ có một giải phân cách giữa hai cực. Trong khoảng trống còn lại sẽ được lấp đầy bởi các chất điện phân. Cả hai cực dương và âm sẽ có khả năng lưu trữ và giải phóng năng lượng khi mà các lithium di chuyển qua lại giữa các điện cực thông qua các chất điện phân. Hiểu nôm na là khi chúng ta cắm sạc vào thì pin được sạc lên, cái ion lithium sẽ được di chuyển từ cực dương sang cực âm. Có khi mà các bạn sử dụng thiết bị và pin được xả dần ra thì cái ion lithium lại được di chuyển từ âm sang dương. Ở một điều kiện lý tưởng nhất thì pin lithium ion nên được giữ ở mức 50% để chúng ta có thể cân bằng giữa điện tích ở bên âm và bên dương. Nhưng trong cái quá trình sử dụng thực tế thì gần như rất là khó để có thể để cho pin được giữ ở mức là 50%, mà thường nó sẽ cao hơn đấy. Và việc liên tục di chuyển các điện tích qua lại như vậy sẽ làm cho cái khả năng tích điện của pin được giảm dần, hay hiểu đơn giản hơn đó là chai pin. Có một khái niệm mà người dùng đồ Apple đã biết và luôn quan tâm, đó là chu kỳ sạc. Ngay cả trên iPhone hay là trên những chiếc MacBook như thế này đều có chu kỳ sạc. Về bản chất, một chu kỳ sạc sẽ được tính khi mà chúng ta sử dụng hết một lượng điện tương đương với cả 100% mức điện đã được sạc vào pin. Không phải lúc nào chúng ta sạc cứ đầy lên 100% thì tính một chu kỳ đâu nhá. Chúng ta đặt ra một bài toán đơn giản như thế này đi. Bây giờ chúng ta có ở đây là 100% pin. Khi mọi người sử dụng hết 40% và lại cắm sạc lên 100% lại, thì ở đây chúng ta mới chỉ sử dụng là 40% pin thôi. Và khi lần sau chúng ta sử dụng hết 60%, tức là còn lại 40% ở đây này, và chúng ta cắm sạc lên lại 100% nữa, thì lúc đó 40 cộng với 60 là 100. Lúc này thì mới tính là một chu kỳ sạc nhá. Vậy nên không phải lúc nào một chu kỳ sạc cũng sẽ là sử dụng một lần cắm sạc lên đâu, mà có thể 2-3 ngày sử dụng thì chúng ta mới cần phải cắm sạc đầy đủ để nó lên một chu kỳ. Cái chu kỳ sạc này có gì để chúng ta quan tâm? Thì Apple cũng đã công bố cái chu kỳ sạc tiêu chuẩn cho một viên pin của Apple. Nếu mà đã xuống cấp thì đó hiện tại là 1.000 chu kỳ. Và cũng như Apple công bố, khi mà đã sạc được 1.000 chu kỳ cho máy thì pin sẽ xuống 80%. Lúc này chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được về cái hiện tượng đó là chai pin, tức là thời gian sử dụng pin không được lâu như mình đã nói, và sẽ bắt đầu phải thay pin rồi. Một phép tính vui nữa, khi mà chúng ta có một chiếc MacBook đã sạc đầy 100% pin và chúng ta chỉ sử dụng 50% trong một ngày, vậy là trung bình cứ 2 ngày chúng ta sẽ sạc pin đầy lên một lần và tính một chu kỳ. Vậy thì với cái cách sử dụng như thế thì phải khoảng 2.000 ngày chúng ta mới đến 80% là cái mức phải thay pin. Tính ra 2.000 ngày tức là nó rơi vào khoảng 5 năm rồi. Mà 5 năm thì có lẽ là nhiều người cũng đã bắt đầu cảm thấy chán và bắt đầu muốn đổi máy rồi đấy. Một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến pin, và đây cũng luôn luôn là một kẻ thù số 1 của tất cả các loại pin, không nói riêng gì về MacBook, đó là nhiệt độ. Apple cũng có đề cập trên chính trang chủ của mình ở phần MacBook Comfort Zone. Có thể hiểu thì đây là vùng nhiệt độ lý tưởng nhất để sử dụng một chiếc MacBook. Theo như cái bảng này đang hiển thị ở trên màn hình thì nhiệt độ lý tưởng sẽ rơi vào từ 10 đến 35 độ, chính là cái khoảng nhiệt độ lý tưởng nhất để sử dụng một chiếc MacBook. Và thường mọi người thấy cái nhiệt độ này có quen đúng không ạ? Nó chính là nhiệt độ phòng của chúng ta và có điều hòa. Đây là một nhiệt độ rất lý tưởng để sử dụng pin. Nhiệt độ phòng thì ai cũng có thể đáp ứng được rồi, nhưng làm việc ngoài trời thì sao? Ý mình ở đây là những photographer, họ phải chụp ảnh ngoài trời sau đó cắm vào máy tính để xem luôn. Thì làm việc ngoài trời như thế thì máy rất là nhanh nóng. Vì vậy chúng ta hãy để cái máy cao lên một tí, và khi mà có cái khoảng hở bên dưới như này rồi thì không khí nó lưu thông vào, làm mát máy nó sẽ dễ hơn. Đó. Thì những cái phụ kiện như là giá đỡ máy hoặc là giá đỡ đi kèm với cả quạt tản nhiệt là một cái công cụ hữu hiệu dành cho những người mà phải làm việc ngoài trời. Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến pin trực tiếp đó chính là cái thứ cung cấp nguồn điện vào, bộ củ sạc dây sạc.
Thường thì bây giờ chúng ta mua máy mới đều chắc chắn là bên trong sẽ có một củ sạc và một dây sạc rồi. Nhưng ba trường hợp sau xảy ra, một là mất, hai là hỏng và ba là chúng ta cần công suất sạc cao hơn. Thì đến lúc này chúng ta cần phải mua thêm những cái sạc ở bên ngoài vào. Việc lựa chọn những cái hãng sạc uy tín cũng là điều rất quan trọng. Bởi vì là nếu như chúng ta chọn những cái sạc không có rõ nguồn gốc này, không tên tuổi, không uy tín, thì những cái linh kiện bên trong của cái củ sạc hoặc là cái dây dẫn điện của cái dây sạc cũng có thể là không được đảm bảo và dẫn đến hiện tượng cháy nổ này, hoặc thậm chí là dòng điện không ổn định làm ảnh hưởng rất nhiều đến pin. À, có một cái nữa, đó là một số người hỏi rằng khi mà cái hub chuyển đổi ấy, nó có thêm một cái đầu để cắm sạc vào thì có nên sử dụng hay không? Câu trả lời là có. Thường thì những cái đầu cắm này có nhận được điện và các hãng uy tín vẫn hay làm cái phương pháp này nên là không sao cả, cứ sử dụng sạc vào đó bình thường nhá. Theo như mình tìm hiểu thì có rất nhiều các chia sẻ về việc làm thế nào để có thể tối ưu pin một cách tốt nhất cho MacBook. Thì ngoài cái việc tìm hiểu ra thì mình cũng có sử dụng và sử dụng hàng ngày luôn nhá. Đúc rút ra được một số cái kinh nghiệm như sau. Đầu tiên, nên cắm sạc MacBook trong quá trình sử dụng hay không? Câu trả lời bất ngờ thay là có. Đối với thời điểm này thì cái pin của MacBook được tối ưu rất là tốt. Ngoài ra nữa thì các cái bảng cập nhật vào thêm đã giúp chúng ta có cái thể đo được cái cách sử dụng tối ưu hóa về pin ấy, giống như trên iPhone có cái đó. Và tối ưu hóa về pin, khi mà cái mức sạc của chúng ta vừa đủ rồi thì máy sẽ tự động dùng điện từ nguồn sạc đi lên chứ không dùng pin xả ra nữa. Như vậy thì có thể giữ cho pin của chúng ta không phải sử dụng quá nhiều. Và một điểm hay nữa đó là mọi người để ý xem, khi mà chúng ta vừa cắm sạc vừa dùng ấy, cái chu kỳ sạc của nó sẽ ít hơn hẳn so với việc chúng ta sử dụng pin bình thường. Như vậy thì ban nãy mình có nói ở trên là chu kỳ sạc cũng là một cái để chúng ta quan tâm. Chu kỳ sạc càng nhiều thì càng dễ phải thay pin. Thì ở đây chu kỳ sạc khi mà chúng nó không tăng lên nhiều thì đương nhiên là pin sẽ tốt hơn rồi. Ví dụ như thế này, nếu như bạn thường xuyên sạc liên tục trong một khoảng thời gian thì thay vì lúc nào cũng phải cắm sạc lên 100%, macOS sẽ ngưng sạc ở một khoảng nào đó khoảng 80-90% rồi bắt đầu chuyển sang dùng nguồn điện được cung cấp trực tiếp từ củ sạc. Và việc này đơn giản hơn cho việc giảm áp lực lên với pin, giúp pin được kéo dài tuổi thọ hơn. Mặc dù đã có nhiều tính năng hỗ trợ nhưng mà sau cùng thì laptop vẫn là cái để phục vụ chúng ta trong công việc. Và đã là thứ để phục vụ thì chúng ta phải sử dụng nó một cách thoải mái nhất. Vì vậy khi mà chúng ta cần sử dụng mang ra ngoài ấy, cứ rút sạc ra và mang đi sử dụng bình thường. Đừng lo lắng quá về việc là máy sẽ bị chai pin nhiều, chai pin ít. Cái này chỉ là tối ưu về cái cách sử dụng thôi. Còn đừng quá đè nặng cái vấn đề mà pin nó phải tốt nhất có thể nhá. Về cái việc sử dụng liên tục thì mình cũng không khuyến khích là cắm sạc liên tục 24/24 đâu. Ủa nghe mâu thuẫn nhỉ? Bạn đấy vừa bảo cắm sạc liên tục cơ mà. Đúng, cắm sạc liên tục để sử dụng thì được. Nhưng cắm sạc liên tục mà cứ ví dụ mọi người nghỉ rồi, mọi người không làm việc nữa, cứ cắm sạc để đấy thì thành ra lại dư thừa và cũng có ảnh hưởng đến pin đấy. Vậy nên là khi mà cắm sạc liên tục để sử dụng xong, chúng ta không làm việc nữa, rút sạc ra, đóng máy lại và yên tâm là pin nó sẽ không hao đi đâu. Bởi vì là bây giờ Apple luôn làm rất tốt cho cái việc sleep máy. Chưa nói về shutdown, sleep máy thôi đã tốn rất ít pin rồi. Nên là không phải lo về cái việc hôm sau không cắm sạc thì nó bị chai pin, nó bị tụt pin đi nhiều đâu nhá. Và cũng có lưu ý cho một số bạn khi mà không sử dụng máy trong một thời gian dài, ví dụ như kiểu lên công ty làm việc và ít khi đụng đến laptop ấy, thì nên để pin ở mức 50% và tắt nguồn. Tại sao lại không phải là để cạn pin hoặc là để đầy pin? Để cạn pin trước nhá. Để cạn pin ấy, khi mà chúng ta đã để cạn rồi và bắt đầu tắt đi không sử dụng thì sẽ dẫn đến bên trong máy nó sẽ dẫn đến tình trạng kiệt pin. Và khi chúng ta cắm sạc lên sau một thời gian rất là dài như thế thì còn ảnh hưởng pin nhiều hơn do việc chúng ta để một lượng tương đối ở bên trong. Còn đối với cái việc mà sạc đầy 100% sau đó tắt nguồn thì bạn để pin tràn trong một thời gian dài sẽ có thể làm dung lượng pin có thể bị giảm dần, dẫn đến chai pin và thời gian sử dụng sẽ không được dài so với việc là chúng ta để một lượng nhỏ lắm nhá. Vì vậy nếu như ít sử dụng hãy để lại một lượng ít và tắt nguồn đi, như vậy là ok nhất đấy. Một cái thông tin nữa về pin mà mọi người có thể đã từng nghe đó là sử dụng pin 100% đến tận 0% bắt đầu mới cắm sạc vào. Như vậy tức là ý là xả pin ấy, dùng kiểu vừa dùng vừa xả pin ấy thì nó sẽ tốt hơn đấy. Nhưng theo mình, căn quan điểm cá nhân của mình thì là không. Nó sẽ có một số cái nhược điểm như sau. Chúng ta thử tưởng tượng đi, ngay chính chúng ta thôi đang tràn đầy năng lượng rồi và sau một ngày làm việc rất là dài, không ăn uống, không nước nôi, không gì cả, chúng ta kiệt sức đến mức mà không muốn làm bất kỳ một cái gì hết, như kiểu là sắp ngỏ cái nơi rồi ấy. Đấy, thì đến lúc đấy bắt đầu chúng ta nhồi rất nhiều thức ăn vào trong người. Như vậy mọi người sẽ cảm giác như thế nào ạ? Rất là tức bụng và cảm thấy rằng nó không thật sự là thỏa mãn được cho bản thân mình. Và đối với máy tính cũng vậy thôi. Vì việc mà nó đã cạn kiệt pin đến mức không còn gì để sử dụng nữa mà chúng ta bắt đầu cắm sạc vào liên tục để cho nó lên thì như vậy không hổ chút nào cho pin và rất dễ bị sốc và làm hại pin. Một cái điểm nữa mà mình để ý mà không biết là mọi người sử dụng có gặp như mình hay không, đó là ngay trên chiếc MacBook M2 này nhá, khi mà mình sử dụng
pin dưới 20% và bắt đầu sử dụng đa nhiệm nhiều một chút, tức là vẫn cái mức đa nhiệm như thế thôi nhưng mà ở mức 20% pin ấy, thì mình cảm thấy là việc sử dụng nó hơi bị giật lag hơn so với việc là pin trên 20%. Không biết các bạn có gặp hay không, nhưng mình thì có, và mình có tắt cái chế độ là bật tiết kiệm pin lên nhá, nó vẫn xảy ra hiện tượng này. Vì vậy nên cái lời khuyên tốt nhất là pin khi mà khoảng 10-20% là bắt đầu nên cảm giác rồi. Được rồi, đây là những chia sẻ của mình về việc pin của MacBook và làm thế nào để tối ưu pin cho MacBook. Tất nhiên đây là một cái chia sẻ của mình để cho những người nào mà quan tâm rất nhiều về pin. Còn hãy sử dụng pin một cách thoải mái nhất, sử dụng máy một cách thoải mái nhất, bởi vì đây là một công cụ hỗ trợ cho chúng ta, và đừng đặt nặng quá về vấn đề là máy móc như thế nào cả. Hãy sử dụng thoải mái nhất những gì mà chiếc máy mang lại chúng ta nhé. Các bạn có quan điểm như thế nào với video này? Hãy để lại comment phía bên dưới. Và đừng quên để lại một nút like, một đăng ký kênh trên kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung nào ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.